Chào tất cả quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người đã đến với Vlog nói về xe Hyundai Stargazer. Và ngày hôm nay sẽ là Vlog nói về Hyundai Stargazer phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản này thì chúng ta đang có giá tiền thấp nhất là 575 triệu. Thì với phiên bản này sẽ phù hợp với những nhu cầu như thế nào? Thường thì anh em sẽ gọi phiên bản này sẽ phù hợp với nhu cầu dịch vụ hơn. Tuy nhiên về vấn đề dịch vụ hay là gia đình thì hầu như con xe này cũng đều đáp ứng được cho anh chị bởi những cái trang bị tiện nghi của nó. Tuy nhiên nó sẽ thiếu đi một số option so với phiên bản đặc biệt hay là phiên bản cao cấp của xe. Vậy thì ngày hôm nay cùng anh chị mình đi một vòng để mà xem qua con xe này nha. Đầu tiên thì khi mà chúng ta đang đứng ở cái góc ngang này, tại vì sáng nay thì xe mới về cho nên là đậu ở những cái góc cũng hơi là khó quay. Thì hiện tại ở đây thì bên em đang có sẵn xe màu đen, màu xám và màu trắng. Thì đang có sẵn một số màu này để mà giao ngay cho anh chị. Bên này thì mình sẽ có màu đen nè. Còn con này hiện tại thì mình đang là màu xám. Thì với phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta vẫn được trang bị mâm 16. Tại vì trên tất cả các phiên bản thì mình đều được trang bị mâm R16 như thế này. Tuy nhiên với phiên bản tiêu chuẩn thì mình sẽ được trang bị là mâm màu bạc. Còn những phiên bản từ đặc biệt trở lên thì anh chị mình sẽ có mâm phay xước bên ngoài. Đó là về phần ngoại thất bên hông của phiên bản tiêu chuẩn này. Và ở phần đầu xe thì phiên bản tiêu chuẩn này so với phiên bản đặc biệt, phiên bản có giá tiền là 625 triệu á, thì ở phần đầu xe này thì mình giống nhau hoàn toàn từ cách thiết kế và trang bị đèn. Thì cụ thể là phiên bản tiêu chuẩn này và phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ được trang bị là đèn halogen. Về cái đèn halogen này thì nếu như anh chị mình có nhu cầu về ánh sáng cao hơn thì mình cũng có thể điều chỉnh và nâng cấp ở vị trí đèn pha này. Còn bình thường thì khi mà xe mà lăn bánh cũng như là hiện tại đang nằm tại đại lý, sắp tới khi mà anh chị bấm biển số mà giao cho anh chị thì cũng phải qua cái cục đăng kiểm. Qua đăng kiểm để đăng kiểm xem là độ sáng của cái xe này có đảm bảo được hay không để mà xe lăn bánh trên đường. Thì về vấn đề độ sáng thì anh chị cứ yên tâm. Còn nếu nhu cầu mình cao hơn thì mình có thể là mình nâng cấp hay là mình thay đổi nó một xíu. Và ở phần đầu xe phiên bản tiêu chuẩn này như trên tất cả các phiên bản khác thì chúng ta vẫn có cụm đèn LED ở trên phần đầu xe và phần mặt ga lăng được trang bị là nhựa đen bóng. Trang bị này thì phiên bản tiêu chuẩn vẫn giống hệt như những phiên bản khác, kể cả là phiên bản cao cấp. Ở đây thì mình đang quay là vừa có ánh sáng mé bên kia và bên này, cho nên là mình có thể nhìn nó tổng quan thực tế giữa khi mà có ánh sáng ban ngày cũng như là khi mà trời tối thì là như vậy. Nhìn rất là lạ mắt. Còn về những trang bị khác ở trên phần đầu xe thì giống nhau hoàn toàn trên tất cả các phiên bản. Còn về ở phần hông xe thì phiên bản tiêu chuẩn này mình cũng sẽ có một số điểm khác so với những phiên bản còn lại. Như lúc nãy thì đã có nói về phần mâm rồi. Mâm tiêu chuẩn sẽ khác so với những mâm từ đặc biệt trở lên. Ngoài ra thì mình còn có một số chi tiết khác, như là ở trên phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không có keyless entry. Mình sẽ không có nút bấm trên tay nắm cửa. Và chìa khóa đang sử dụng trên phiên bản tiêu chuẩn này là chìa khóa cơ chứ không phải là smart key. Tuy nhiên một cái em thấy rất là ok, đó chính là phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta vẫn được trang bị đèn xi nhan trên gương. Như trên tất cả các phiên bản của xe thì mình đều được trang bị gương chiếu hậu như thế này. Thay vì những bản bay của những xe như là i10 Accent thì mình lại bị dời cái đèn xi nhan xuống phần bè, nhìn không được đẹp lắm. Tuy nhiên hiện tại thì Stargazer thì chúng ta vẫn được giữ nguyên cái trang bị này, nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ sẽ đi một vòng ra phía sau cho anh chị mình cùng xem nha. Tại vì phía sau đèn LED hiện tại ở đây thì hơi tối nên mình sẽ xem nó nổi bật hơn. Về cụm đèn LED hình chữ H phía sau phần đuôi thì trên tất cả các phiên bản thì chúng ta đều được trang bị như thế này. Một cụm đèn LED như thế này. Rồi phía sau của phiên bản tiêu chuẩn thì anh chị mình vẫn thấy là ở đây mình đang có 3 cảm biến hỗ trợ cảnh báo lùi xe. Điều mà những phiên bản tiêu chuẩn như những xe i10 Accent không làm được. Đây, mình sẽ có 3 cảm biến riêng theo xe ở hai góc và ở giữa cho anh chị. Tuy nhiên phiên bản tiêu chuẩn của Stargazer thì chúng ta không có camera lùi. Về trang bị này thì nếu anh chị mình có nhu cầu thì mình có thể nâng cấp thêm, chứ hiện tại zin xe thì lại không có. Anten ở trên cái phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta lại là anten thường nha, không phải là anten vây cá. Còn từ đặc biệt trở lên thì chúng ta sẽ có anten vây cá. Còn đèn phanh trên cao ở đây thì mình vẫn được đảm bảo, tại vì đây là trang bị an toàn cho nên là mặc định là sẽ còn. Rồi, cốp sau thì vẫn mở nút bằng điện. Ở đây thì em đang lóc cửa rồi, để em mở lóc. Thì phần cốp thì mình vẫn là nút mở bằng điện anh chị. Đây mình vẫn có một cái lẫy bằng điện chỗ vị trí này. Mình nhấn vào nút này thì sẽ mở lên. Cốp mở, độ rộng cốp, độ cao của cốp thì vẫn y hệt như vậy. Độ rộng của tất cả các hàng ghế trong khoang nội thất này thì chúng ta vẫn đảm bảo và y hệt như nhau. Chỉ khác một điều là ở đây phiên bản tiêu chuẩn thì mình được trang bị là ghế nỉ. Còn từ phiên bản đặc biệt trở lên thì mình sẽ được trang bị là ghế da.
Đây là những vị trí dây đai an toàn cho hàng ghế thứ ba, cũng rất là dễ dàng để mà mình có thể thắt cái dây đai an toàn này. Rồi phía sau thì vẫn là có cổng sạc 12V, vẫn có những ngăn để đồ cho hàng ghế thứ ba người ta để đồ. Và hàng ghế thứ ba này thì mình cũng có thể dễ dàng gặp lại. Cái này thì tất cả các phiên bản đều là như vậy ha. Phần lưng ghế trên tất cả các phiên bản đều là như vậy nha anh chị, đều là nỉ như vậy. Còn nếu như anh chị mình muốn sạch sẽ và kỹ lưỡng hơn thì mình có thể lót thêm ở chỗ vị trí này. Còn bình thường zin thì trên tất cả các phiên bản đều là như thế này nè. Đây là độ rộng của cấp sau khi mà mình gặp hàng ghế 3, và mình cũng có thể gặp hàng ghế thứ hai lại, đều phẳng hết như thế này. Vậy bây giờ sẽ ra khoang nội thất phía trước quay cho anh chị mình xem nha, coi là phiên bản tiêu chuẩn này có được những gì và mất những gì, và liệu thì anh chị mình có nên lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn này hay không. Ở vị trí phần tắp bi cửa thì chúng ta đã có điểm khác rồi. Ở đây thì về thiết kế là giống nhau, em thấy thì nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì hiện tại ở cái phần tì tai thì mình sẽ không có bọc da ngay chỗ vị trí này. Phiên bản tiêu chuẩn thì mình sẽ là nhựa cứng. Còn về trang bị này, anh chị mình thích thì mình cũng có thể điều chỉnh và nâng cấp lại. Đó, thì ở đây mình sẽ là nhựa cứng ha. Phần lo của phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt thì sẽ là như vậy. Chúng ta sẽ không có thương hiệu âm thanh Bose, mà là lo thường, lo theo hãng thôi. Và xe này hiện tại thì chúng ta đang được trang bị là 4 lo. Phiên bản tiêu chuẩn thì mình sẽ có là 4 lo nha anh chị. Ghế nỉ như lúc nãy em có nói rồi. Ở trên này thì sẽ là màu xám. Phía dưới này thì sẽ đậm màu hơn. Ghế phiên bản tiêu chuẩn vẫn là điều chỉnh cơ. Rồi, bước vô trong khoang nội thất. Vô lăng thì sẽ khác. Vô lăng của những phiên bản từ đặc biệt trở lên thì mình sẽ có may da ngay chỗ cái viền này. Còn phiên bản tiêu chuẩn này thì mình sẽ là phần nhựa mềm. Em cầm thì thấy cũng mềm tay. Đó. Còn anh chị mình không thích cầm như thế này thì mình cũng có cái phần bọc da vô lăng để mình bọc vào. Vô lăng của phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại thì bên này mình sẽ thiếu đi một số cái trang bị, tại vì là bảng bay cho nên là thiếu. Còn điều khiển rảnh tay bên này thì có đủ, nghe gọi điện thoại rồi chuyển mod. Tuy nhiên một điều hơi đáng tiếc là phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không có màn hình, và ở đây chỉ là một cái nắp nhựa để đẩy lại thôi. Mình sẽ có những dây điện chờ bên trong để anh chị mình có thể nâng cấp lên. Còn tiêu chuẩn thì hiện tại mình lại không có phần này và cam lùi. Ở đây thì phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta không có sử dụng mà đồng hồ dạng digital, mà chúng ta vẫn sử dụng là analog, là kim cơ truyền thống. Tuy nhiên giao diện và cái độ sáng của cái đồng hồ này thì em thấy cũng rất là vừa mắt ha, cũng rất là ổn. Các trang bị khác như là cửa gió, và cái màu của cửa gió thì cũng giống hệt như vậy. Ở đây thì mình sẽ không được trang bị đèn pha tự động, tại vì đây là phiên bản bay, mình sẽ không có chức năng này. Điều hòa của phiên bản tiêu chuẩn vẫn là điều hòa chỉnh cơ. Và cái màu này thì em thấy cũng rất là đẹp, cũng rất là vừa mắt. Nếu như mà đen bóng nó thì quá là đẹp luôn. Nhưng mà hiện tại ở đây mình đang là màu xám. Mình sẽ không có đèn viền nội thất bên trong này. Mình vẫn có một cái hốc để đồ vị trí này, giống hệt trên tất cả các phiên bản ha. Phần cốp này thì vẫn như vậy. Mình vẫn có cổng 12V phía trước, cổng USB, nhưng mà mình sẽ không có sạc nhanh ở đây. Thì anh chị mình có thể lấy điện từ cổng 12V. Cổng này thì mình sẽ có điện là 120W, chứ không phải là 180W như là Tucson hay là Santa Fe hay là Rota. Rồi vị trí cần số thì giống nhau trên tất cả các phiên bản nè. Hơi ồn anh chị, để em đóng cửa lại. Do là cái xưởng bên em đang nằm ngay góc á, nên là xe đi qua cái âm thanh nó dội hơi lớn. Em đóng cửa lại là hết. Cần số thì kế rất là đẹp ha anh chị. Và độ cách âm của phiên bản tiêu chuẩn này, với trải nghiệm thực tế của em thấy rất là ổn. Độ cách âm rất là tốt. Chỉ là phiên bản tiêu chuẩn mình thiếu option thôi. Hộp số này hiện tại mình đang trang bị là hộp số IVT 8 cấp số. 8 cấp số đây là 8 cấp số ảo, chứ thực tế xe này là hộp số vô cấp. Mình vẫn có chế độ thể thao để mà có thể lên số. Đó. Thì khi mà anh chị chuyển qua đây thì anh chị sẽ thấy là ở đây nó sẽ nhảy qua là số 1 nè. S1 để mình có thể là lên xuống số. Thì mình có thể lên xuống để tới được 8 số luôn. Ở đây thì mình không có đèn viền nội thất trên này, nhưng mà mình lại có đèn ở hốc để ly. Để đồ ở đây thì cũng vừa, không được gọi là bự quá.
phan tay trên tất cả phiên bản thì chúng ta vẫn được trang bị là phan tay cơ như thế này. Tuy nhiên về thiết kế thì cũng vừa vặn, vừa tay chứ không bị thô. Rồi trên trần thì đây là trần nỉ ha, màu kem. Còn dàn lạnh phía sau thì trên tất cả các phiên bản chúng ta đều có được trang bị là hai dàn lạnh. Anh chị mình có thể thấy các lạnh bên trong. Và một điều đặc biệt em thấy rất là thích trên xe này, đó chính là lạnh rất là sâu và rất là nhanh. Rồi bây giờ sẽ ra hàng ghế 2 của xe nha anh chị. Hàng ghế 2 của xe thì về độ rộng thì rất là rộng rãi rồi. Thậm chí cái ghế phía trước này đang kéo hơi lùi về phía sau khá là nhiều. Hàng ghế thứ hai thì về thiết kế của tắp lô thì như lúc nãy em có nói thì ở đây vẫn là nhựa cứng nè. Nhưng mà những cái trang bị hốc để ly thì vẫn giống hệt như vậy. Về độ thoải mái vẫn là như vậy. Dàn lạnh trên trần thì chúng ta sẽ không có cửa gió phía dưới này. Rồi. Mọi thứ vẫn như vậy ha. Bây giờ sẽ đi ra hàng ghế thứ ba của xe. Thật ra thì em cũng quay khá là nhiều clip, tuy nhiên cố gắng clip nào em cũng chi tiết từng clip như vậy đó. Tại vì có thể là có nhiều anh chị mình xem video bất chợt và chưa biết là trước kia em đã quay những cái xe như thế nào rồi. Cho nên là video nào thì về phiên bản nào thì em cũng cố gắng là quay một cách gọi là chi tiết nhất để anh chị mình có thể dễ dàng tìm hiểu. Còn việc anh chị có thích thiết kế của mẫu xe này hay không á, thì cũng tùy theo cái thẩm mỹ cũng như là nhu cầu sử dụng của từng người nữa. Rồi, một cái em rất là thích trên mẫu xe này đó chính là hiện tại thì khi mà mình bật ghế lên như thế này thì mình bước lên bước xuống rất là dễ dàng. Và ghế thì có sẵn là Isofix. Thật ra Isofix là cái này nè anh chị, là cái để anh chị mình có thể lắp ghế cho em. Thì với một mẫu xe mà thiên về dịch vụ như thế này thì tại sao lại lắp thêm Isofix? Thì em thấy là cũng tùy theo từng nhu cầu thôi. Mình đi gia đình vẫn đáp ứng được nhu cầu cho mình, và mình đi dịch vụ cũng được. Cho nên là với phiên bản tiêu chuẩn thì vẫn được trang bị Isofix để mình có thể lắp ghế trẻ em lên, tùy theo nhu cầu, tùy theo giá tiền. Rồi, đây là hàng ghế thứ ba của xe. Hàng ghế thứ hai hiện tại thì cũng đang kéo gì hết mức rồi đó anh chị. Về độ rộng sẽ như thế này. Em sẽ nhích qua đây. Đây, về độ rộng, độ thoải mái thì em cái đầu gối em vẫn còn một khoảng rất là xa, và cái khoảng để chân dưới này cũng gọi là dễ chịu chứ không có phải gọi là khó chịu và bí quá đâu anh chị. Đó. Cho nên là cái hàng ghế thứ ba của Stargazer có thể nói là đang rất là thoải mái so với một số xe trong phân khúc này. Đó. Còn cái ghế này thì anh chị mình cũng có thể gặp lại. Đây để em gặp cho anh chị mình xem nha. Có những cái nho nhỏ mà khi mà anh chị đi mua xe mình chưa có nhiều thời gian để mà tìm hiểu thì trong video này em cũng cố gắng để quay làm sao cho anh chị mình có thể xem nó dễ hơn, chứ không hẳn là về vận hành mà động cơ không đâu. Thì đây, hai cái ghế này anh chị mình có thể gấp lại như thế này để mình bước lên bước xuống một cách dễ dàng. Đó, rất là dễ ha, chỉ cần thao tác một chạm thôi. Hàng ghế này thì chúng ta chỉ có thể gập sát xuống thôi chứ không có bật lên như thế kia được. Đây, để em bật cái ghế này lại. Một cái nãy mình sẽ có một sợi dây ha anh chị ha, mình kéo lên mình gập xuống như thế này thôi. Đây, thì với giá tiền mà 575 triệu như thế này mình được trang bị một con xe như thế này thì em thấy cũng rất là xứng đáng để mà lựa chọn. Chỉ một điều hơi đáng tiếc là xe này mình lại không có màn hình thôi và không có cam lùi thôi, chỉ mình thiếu đi chức năng đó thôi. Còn về nhu cầu sử dụng thì vẫn đáp ứng được cho anh chị. Em nghĩ về việc mà anh chị mình nâng cấp cái màn hình này thì không phải là một vấn đề lớn. Tại vì khi mà mua xe thì mình phải xét rất là nhiều yếu tố chứ không phải một hai chức năng mà mình không lựa chọn con xe đó. Về động cơ thì trên tất cả các phiên bản của Stargazer thì chúng ta đều được trang bị động cơ như thế này. Tiêu chuẩn khí thải của con xe này hiện tại đang là Euro 5 và công suất động cơ là 115 mã, đi kèm hộp số IPT với 8 cấp số. Đây anh chị, đây là khoang động cơ và độ hoàn thiện chi tiết trên động cơ này thì hầu như là đảm bảo 100% rồi. Ắc quy sẽ nằm đây ha. Vị trí của khoang động cơ này thì nó không được gọi là rộng lắm nhưng mà vẫn đảm bảo được cho kỹ thuật viên bảo dưỡng xe một cách dễ dàng. Còn nói về rộng thì hầu như là nó vẫn vừa thôi chứ không có quá rộng rãi. Đây là vị trí kim phun của xe nha. Mỗi xi lanh thì chúng ta sẽ có hai kim phun.
để phun tơi nhiên liệu và tiết kiệm nhiên liệu cho mình. Xe này thì mình sẽ sử dụng là quạt giải nhiệt là quạt điện nha, tại vì hầu như với động cơ nằm ngang thì tất cả các mẫu xe ô tô đều sử dụng quạt điện thế này. Về chế độ bảo hành của con xe này, điều mà anh chị mình cũng rất là quan tâm thì hiện tại tất cả những dòng xe du lịch của Hyundai thì chúng ta đang được bảo hành 5 năm hoặc là 100.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước. Cho nên về vấn đề bảo hành thì anh chị cứ yên tâm là bảo hành rất là dài. Rồi, ở đây là vị trí mà mình có thể xịt nước rửa kính nè anh chị. Để em đóng cái capo lại. Vị trí xịt nước rửa kính, khi mà mình đóng capo lại thì mình lại không thấy nó nha. Mình tháo lên thì mình sẽ thấy dễ hơn, còn bình thường thì sẽ nằm ở trong này một xíu. Vẫn đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ cho mình. Đó là về Hyundai Stargazer phiên bản tiêu chuẩn. Ngày hôm nay em quay để cho anh chị mình cùng tham khảo, để coi là mẫu xe này có đáp ứng được nhu cầu của mình hay không, mình có nên lựa chọn mẫu xe này hay không. Thì cũng tùy theo từng nhu cầu mà anh chị mình có thể thấy phù hợp và lựa chọn thôi. Cũng rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo của em về xe Hyundai. Bữa sau em sẽ quay phiên bản tiêu chuẩn cho anh chị mình xem nha. Và sẽ có clip so sánh giữa tiêu chuẩn và đặc biệt một cách chi tiết. Rồi, bây giờ xin chào.